Còn bây giờ thì Thanh Liêm sẽ cùng với quý vị ở tại đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi và sẽ quan sát việc mà Thanh Liêm hướng dẫn cách mà chúng ta sẽ pha chế ngũ cốc thực dưỡng Fukudan như thế nào. Ở đây thì Thanh Liêm sẽ có một bình siêu tốc đấy ạ. Sau khi mà cái bình siêu tốc này đảm bảo nước nóng đủ 100 độ và bình siêu tốc này tự ngắt, thì chúng ta sẽ tạm gác bình siêu tốc này ra khoảng 5 phút để làm sao cái nhiệt độ ở bên trong bình siêu tốc này được hạ nhiệt xuống dưới 80 độ C. Lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hình thức pha của chúng ta. Với rất nhiều người thì chúng ta sẽ có hai xu hướng thưa quý vị. Thứ nhất là quý vị hoàn toàn có thể đưa bột vào trước hoặc đưa nước vào trước đều được. Ở tại đây thì anh Liêm sẽ có hai chiếc ly để làm thực hiện điều đó. Vâng ạ. Với ly thứ nhất thì Thanh Liêm sẽ cho nước vào trước thưa quý vị. Ở tại đây sau khi nước Thanh Liêm đã để nguội trong vòng 5 phút thì đã hạ nhiệt xuống 80 độ C. Vâng ạ. Nếu quý vị cảm nhận thông qua bằng cái phương pháp mà đo lường tay của mình cảm thấy là nước vẫn đang còn hơi như thế này. Đó là chứng tỏ là nước ở trong này đang duy trì một trạng thái là 80 đến 90 độ. Vậy thì việc của chúng ta ở tại đây là chúng ta sẽ phải pha thêm nước lọc để sẵn, để làm sao đó với 3 phần nước nóng 80-90 độ thì chúng ta sẽ có 1 phần nước lạnh để nhiệt độ duy trì ở trạng thái 75 đến 80 độ là tối hảo nhất thưa quý vị. Đó là lượng nước. Và tại đây thì Thanh Liêm đang cầm ở trên tay, đó chính là sản phẩm thực dưỡng Fukudan. Với các cái thành phần: gạo lứt huyết rồng 150g, yến mạch 150g, hạt kê, đậu lăng, đậu đỏ, và đặc biệt hơn là Fukudan nhập khẩu ở Nhật Bản là 1,5g và nano cumin là 1g. Và ngay bây giờ ở trong chính chiếc hộp này mà Thanh Liêm sử dụng, mỗi một ngày Thanh Liêm duy trì đến 3 lần, thì ở trong đây thì nhà sản xuất đã rất là khéo léo đưa vào trong này, đó chính là một chiếc thìa. Tuy nhiên thì Thanh Liêm vẫn thường sử dụng như cái thìa ở nhà vậy. Thì Thanh Liêm sẽ đưa quý vị ở tại đây, chúng ta sẽ sử dụng là hai thìa Fukudan. Thưa quý vị, chúng ta sẽ bỏ sang bên cạnh. Đó là cách thứ hai luôn ạ, là chúng ta đưa bột sang trước. Còn với chiếc cốc mà chúng ta đã ở đây, sau khi chúng ta cảm nhận nhiệt độ là 70 độ thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa hai thìa bột vào trong này ạ. Thưa quý vị, 1, 2. Sau đó chúng ta sẽ nguấy đều ạ. Chúng ta sẽ nguấy nhẹ nhàng với lượng nhiệt độ là 70 độ. Và đặc biệt hơn là khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái mùi thơm xuất phát từ bột. Và khi cho vào trong nước với lượng nước là 70 độ thì hoàn toàn các tinh chất từ gạo lứt huyết rồng, đậu lăng, đậu đỏ và đặc biệt là tinh chất Fukudan, chiết xuất từ nấm và nano cumin sẽ được giải phóng và được nhuyễn thể trong một cái ly nước của chúng ta đang rơi vào tầm khoảng là 150ml. Thưa quý vị, vâng, nếu quý vị có thể quan sát thì một ly của chúng tôi đã được pha sẵn ở tại đây, đã đạt được cái mức độ của chúng ta tại đây là đã tan hết thành phần của chúng ta. Mùi thơm rất là tuyệt vời thưa quý vị. Đó là bữa sáng của Thanh Liêm. Còn ngay bên cạnh lúc này, thưa quý vị, đó là một ly khác. Vậy thì với ly bột đã có sẵn ở trong như này, Thanh Liêm sẽ đổ trực tiếp nước vào trong ly. Và rất là nhiều quý vị khán giả sẽ sử dụng thêm cả thành phần như là mật ong hay là nước ép dứa để chúng ta tăng cái hàm lượng ngọt hơn một chút được chiết xuất từ mật ong hay là các xylitol từ trong nước ép dứa, thì quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn cái vị ngọt và dễ dàng sử dụng hơn. Bây giờ Thanh Liêm sẽ trực tiếp đổ nước vào trong đây, vẫn theo thành phần cũ, đó chính là 3:1, 3 phần nước nóng và 1 phần nước nguội. Và đặc biệt hơn, Thanh Liêm đã chuẩn bị, đây là mật ong rừng được chiết xuất và được lấy từ tại Đắk Lắk, đã vận chuyển ra đây. Và Thanh Liêm chỉ cho một nửa muỗng,
để làm tăng vị ngọt tự nhiên, giúp cho cái sản phẩm ngũ cốc và thực dưỡng Phù Đan dễ dàng sử dụng hơn với các bạn trẻ, với những người khỏe mạnh. Còn khuyến cáo với những bệnh nhân mà chúng ta đang gặp phải vấn đề về tiểu đường tim mạch, chúng ta cứ thuần tự nhiên, hoặc chúng ta có thể bổ sung thêm một chút mật ong nhưng không quá nhiều. Vâng ạ, như quý vị có thể thấy ở tại đây, cả hai cách pha đều mang lại tác dụng như nhau. Đó chính là việc mà bột ngũ cốc thực dưỡng Fukudan hòa tan trong lượng nước là 150ml với nhiệt độ là 70 độ C, thưa quý vị. Và đặc biệt hơn, như quý vị đã thể thấy là sau khi mà cho mật ong vào trong sản phẩm ở tại đây thì màu sắc của hai cốc là tương đương như nhau, thưa quý vị. Vâng, như vậy là quý vị đã có hai cốc ngũ cốc thực dưỡng Fukudan hoàn toàn lành mạnh. Và cũng phải xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, sản phẩm Fukudan đó là sản phẩm được sản xuất bởi công ty dược phẩm BMP. Đơn vị này thì đã có 15 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ngành dược rồi. Và đặc biệt hơn là với sản phẩm bột ngũ cốc thực dưỡng Fukudan, đây là một sản phẩm được sản xuất chuẩn quy trình khép kín từ nguyên liệu đầu ra và cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Và sản phẩm này đạt tiêu chuẩn GMP và có một chứng nhận ISO 22000. Đây là chứng nhận ISO cao cấp nhất hiện nay, thưa quý vị. Nên là Thanh Liêm hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Và sau khi là pha hộp xong thì chúng ta sẽ đậy lắp lại một cách nguyên vẹn như lúc đầu. Và đặc biệt hơn thì nếu quý vị có thể tùy chỉnh độ mặn ngọt theo cái sở thích và nhu cầu, cái cảm giác của quý vị. Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ sử dụng có thể là 3 bữa, hoặc là chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn khi mà chúng ta phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên là mong quý vị đặc biệt hơn là với các cái bệnh nhân chúng ta đang gặp cái vấn đề về sức khỏe liên quan đến bệnh về máu này, bệnh về ung thư này, bệnh về huyết áp, tiểu đường, các bệnh mãn tính khác, mà mong muốn tìm hiểu một cái giải pháp để nâng cao sức đề kháng, để cải thiện cái thể trạng của chúng ta, hãy sử dụng sản phẩm Fukudan, sản phẩm uy tín trên thị trường hiện nay.